Cụ thể ông Phan Hữu Đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị phản ánh chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn học lên bậc đại học và làm cán bộ nhà nước trong nhiều năm. Được biết ông Đạo đã gửi đơn xin nghỉ việc đến huyện Hưng Nguyên. Trong đơn ông Phan Hữu Đạo thừa nhận có học nhưng không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Theo thông tin cá nhân ông Phan Hữu Đạo sinh năm 1969, học cấp 3 tại trường cấp 3 Phạm Hồng Thái, huyện Hưng Nguyên, khóa 1984-1987. Tuy nhiên qua xác minh, từ năm 1985 đến năm 1987, trường không có học sinh nào có tên Phan Hữu Đạo, sinh năm 1969, thi tốt nghiệp trung học phổ thông khóa 1997. Đồng thời, qua tra cứu hồ sơ, thi tốt nghiệp các khóa từ năm 1985 đến năm 1987 ở Nghệ An, không có thí sinh nào có tên là Phan Hữu Đạo, sinh năm 1969. Được biết, ông Phan Hữu Đạo từng kinh qua các vị trí công tác từ năm 2015 đến nay, ông Phan Hữu Đạo là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Vừa qua, công dân có đơn tố cáo ông Phan Hữu Đạo có hành vi sai phạm trong quản lý đất đai xây dựng tại địa phương.